Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho bạn top 5 mẫu điện thoại giá chỉ từ 2 đến 3 triệu nhưng vẫn đáp ứng cho bạn đầy đủ những tác vụ cơ bản, thiết kế đẹp và cấu hình xài ổn định, và đang có chương trình giảm giá cũng rất là nhiều tại những ngày cuối tháng 5 này ha. Thì xem top 5 sản phẩm này là những đầu sản phẩm tiên nào nằm bạn? Trong top này chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi A3 giá chỉ là 2.490.000. Hiện tại các bạn mua thì con này vẫn hỗ trợ bạn gốc hơn phần RAM lợi sức và tặng thêm được 6 tháng bảo hành chính hãng, bảo hành được tới 2 năm các bạn. Và cấu hình của con Redmi A3 này thì màn hình ở đây là 6.71 inch, màn hình rất là to nha. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G36, RAM trên máy là RAM 3GB, bộ nhớ là 64GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie là 5MP, hai camera phía sau với cam chính là 8MP và một camera phụ với độ phân giải là 0.08M. Viên pin trên con A3 là 5000mAh và hỗ trợ sạc 10W các bạn. Máy sẽ được trang bị công nghệ mở khóa bằng vân tay ở cạnh bên. Mặc dù là trong phân khúc giá rẻ nhưng con Redmi A3 được thiết kế rất là đẹp các bạn. Thiết kế mặt lưng các bạn nhìn thấy nè, rất là bóng bẩy và đẹp nha. Cụm cam khá to nhưng mà không quá thô các bạn, cũng không quá dày quá ha. Màn hình to, thiết kế đẹp, cấu hình cũng tương đối là mạnh các bạn. Rất đẹp. Nằm ở top 2 chúng ta sẽ có con Honor X5 Plus, RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, giá chỉ là 2.490.000. Hiện tại các bạn mua thì sẽ được tặng SIM data 480.000 khi thu cũ đổi mới máy 2G lên sản phẩm này. Và nó có điều đặc biệt là nó sẽ được lỗi đổi mới trong vòng 100 ngày, so với những hàng khác là chỉ trong vòng 30 ngày ha. Và cơ hội trúng 10 xe máy Yamaha Sirius mỗi tháng. X5 Plus được trang bị màn hình là 6.56 inch với độ phân giải màn hình là HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G36, RAM ở đây là 4GB, bộ nhớ lên đến là 64GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie phía trước với độ phân giải là 5MP, hai camera phía sau với cam chính là 50MP và một camera phụ với độ phân giải là 2MP. Viên pin trên con Honor X5 Plus này là 5200mAh và nó sẽ sạc là 10W. Một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ nhưng mà được cái cấu hình khá là ngon các bạn, dung lượng pin nhiều nữa, độ phân giải camera cao ha. Theo nằm ở vị trí thứ 3 thì chúng ta sẽ có một con máy thiết kế rất là đẹp, đó là Realme Note 50, bộ nhớ 128GB, giá chỉ là 2.890.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ gốc 0% lãi suất, tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng. Đây là con Realme Note 50, một chiếc máy chỉ 2.890.000 nhưng mà thiết kế rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn thấy mặt lưng cực kỳ đẹp nha, màu xanh. Note 50 này các bạn mua thì sở hữu màn hình là 6.74 inch với độ phân giải màn hình là HD+. Máy được trang bị con chip Unisoc Tiger T612. RAM được 4GB, bộ nhớ lên đến là 128GB. Camera selfie độ phân giải là 5MP. Hai camera phía sau với cam chính là 13MP và một camera phụ với độ phân giải là 0.08M. Và cái đèn LED ha. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000mAh và hỗ trợ sạc là 10W. Một chiếc máy chỉ 2 triệu mấy nhưng mà thiết kế rất là đẹp. Máy sẽ được trang bị mở khóa bằng vân tay ở cạnh bên. Rất là đẹp các bạn. Khá là đáng mua ha. Trong top 4 thì chúng ta sẽ có con Realme C51. Con này bộ nhớ 64GB, giá hiện tại là 3.290.000, đang được giảm là còn 3.090.000. Hỗ trợ gốc 0% lãi suất, giảm thêm được 200.000 các bạn, hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng. Nếu bạn chọn giảm 200.000 thì con này chỉ còn là 2.890.000 thôi các bạn nha. Còn nếu bạn không chọn giảm 200.000 thì bạn sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng là được 2 năm. Đây là con Realme C51, một chiếc máy cũng thiết kế cực kỳ đẹp các bạn, trong phân khúc giá rẻ. C51 này thì sở hữu màn hình là 6.74 inch với độ phân giải màn hình là HD+. Máy được trang bị con chip là Unisoc Tiger T612, RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Nhưng mà nó được một cái là viên pin 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 33W các bạn.
Một chiếc máy trong phân khúc giá 2 triệu mấy nhưng mà sạc nhanh lên đến 33W. Hai camera phía sau với cam chính lên đến là 50 megapixel và một camera phụ với độ phân giải là 0.03. Camera selfie ở đây là 5 megapixel các bạn ha. Một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ, thiết kế đẹp, sạc siêu nhanh. Cuối cùng thì mình sẽ có con TCL 505, RAM 4, nhớ 128GB. Con này giá chỉ có là 2.690.000 thôi các bạn. Nhưng mà được thiết kế mặt lưng rất là đẹp các bạn, cực kỳ đẹp nha. Rất là bóng bẩy luôn à. Siêu đẹp các bạn. Màn hình cũng khá là to. Thì TCL 505, con này hiện tại các bạn mua thì nó sẽ không có chương trình khuyến mãi gì thêm các bạn, chỉ có chương trình là cơ hội trúng được 10 xe máy Yamaha Sirius mỗi tháng nha. TCL 505 này thì sở hữu màn hình khá là to, 6,75 inch với độ phân giải là HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G36, RAM được 4GB, bộ nhớ trong lên đến là 128GB. Camera selfie ở đây phía trước là 5 megapixel và hai camera phía sau với cam chính lên đến là 50 megapixel và một cái độ phân giải là 2 megapixel. Viên pin trên con TCL 505 này là 5010 mAh và hỗ trợ sạc 10W các bạn. Chiếc máy rất là đẹp nha, thiết kế rất là bóng bẩy luôn các bạn. Giá chỉ là 2.690.000. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn top 5 mẫu điện thoại giá chỉ từ 2 đến 3 triệu rất là đáng mua tại Thế Động trong những ngày cuối của tháng 5 này các bạn nha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.